Cool, mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Khăn ướt Mamami, chủ động ngừa hâm, chăm từng kẽ ngách. Để theo lời yêu cầu bảo bảo, ba sẽ vẽ một tấm hình y chang như vậy luôn. Thấy bộ có nét tương đồng rồi đó. Còn thấy cái số lượng giày của mẹ khủng khiếp không? Con đếm thử coi bao nhiêu đôi. Thôi, 15 đôi. 15 đôi hả? Không có đâu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đấy, đòi rửa bát cho bố cơ mà. Thấy cái đống bát nó sợ chưa? Chú ăn sáng rồi, đã ăn cái bánh gạo rồi. Hôm nay nằm đây để bố thay bỉm cho. Ôi, sạch sẽ. Chuẩn bị ăn sáng xong đi về nhá. Ôi trời ơi, nhầm quần rồi. Chị nghe tiếng xe hả chị? Chị nghe tiếng xe không? Trời ơi thèm quá. Nghi quá à, có bỏ đói con tôi không vậy? Có bỏ đói con tôi không vậy? Cái dễ tôi vừa phải thôi chứ trời. Phê phê qua đây. Bà chỉ con này. Con không chút nữa. Thôi ba con thích biết. Phụ huynh có một cái suy nghĩ rằng là mình đòi con cái điều gì cũng được, bởi vì mình đã sinh ra và nuôi nó lớn lên. Nhưng mà không phải như vậy.